Gỡ bùa ở đâu? Ở Nam Giang. Trên Nam Giang. Bị bùa thì tự vợ. Ừ. Gỡ bùa ở Nam Giang. Ta nói bùa này bùa ăn độ số 1 không có gỡ được. Bùa đó là nặng lắm đó, không gỡ được. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Và đây là một cái con đường nhựa các cô bác quý anh chị, rất là nóng luôn. Thì hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để tìm về hoàn cảnh của một chú. Theo chia sẻ của người dân ở đây thì người ta nói là chú bị bùa Ấn Độ. Và như thế hơn 50 năm chú vẫn ngồi ở cặp mé đường như thế này và trong một mái hiên. Mặc dù trời mưa gió thì chú vẫn không vô nhà. Vậy thì sự việc như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về gặp về sự chia sẻ của gia đình của chú nha. Không bị bùa. Bùa gì? Không bị bùa. Bùa gì trên Nam Giang á mà bà ngoại á gỡ ổng hết rồi, cái ổng đi về thành phố, vợ ổng thành phố kêu ổng đừng ăn canh. Rồi rút cuộc ổng ăn canh rồi bị chiến này nặng rồi họ gỡ không được. Ồ, ổng lâu bao, bao lâu rồi? Lâu rồi. Bố cấp giải phóng mới vô tới giờ đó. Chú đó năm nay nhiêu tuổi rồi hay cô? 83. 83 tuổi. Ờ, cũng dần 83. Là bị bùa đó năm bao nhiêu tuổi? Lúc đó ông cũng còn trẻ, ông có 30 ngoài à. Chú đi đâu mà bị bùa không? Nam Giang. Ông có vợ mình khó quá. Bây giờ ông bỏ bùa ông. À. Làm cho con u liệt lỗ tai không có nghe. Cũng như con nói vậy nè, dì nói vậy nè, ông ngó ngay cái miệng gì á là mới biết là mình nói ổng. Còn ổng không có nghe. Dạ. Là có nghĩa là sao vợ chồng chia tay xong làm bùa? Mình không có biết là con vợ ngoại tình hay sao, mình không có biết. Làm vậy đó rồi nhắc ba đứa con đi mất tiêu luôn à. Từ rồi, đó về sao không liên lạc luôn? Không, đâu có, hồi xưa đâu có liên lạc riêng gì đâu. Ổng bà già bà ngoại mới đem về đây nè. Bữa hổm có hai chú lại cũng là như cái chú rồi nè. Dạ, cô với lại chú đó là sao? Đây là con của người thứ hai. Dạ. Ông thứ năm là cậu. Dạ. Ông thứ năm cậu. Là cậu ruột của cô hả? Ừ, cậu ruột. Thì hàng ngày chú đó có ăn uống gì bình thường đó. Không? Sáng là đem cơm cho mỗi lần, ăn nhiều lắm. Bây giờ ông ăn có 1 chén mấy à. Chén dung trở lại à. Sáng 1 chén, chịu 1 chén vậy đó. Tại sao chú đó lại ngồi ở đó hả cô ha? Chứ ông bị bùa, giờ ông chịu vô nhà. Ông nói trong nhà ma không mà ông chịu vô. Bây giờ sao vậy? Ông chồng cũng đem vô ông lấy giờ xiền trói ông lại. Phải không? Kỳ quá. Mà tới tháng nước tắm rửa ổng cởi quần cởi áo qua thay đồ ổng là ổng nói xấu hổ lắm, người ta cừ đi kìa, xấu hổ lắm. Mà cả năm nay rồi ổng không có thay đồ thay đạt gì. Ngồi ở đó là bao nhiêu năm rồi con? Đó giờ ở đó không đó. Là 30 mấy tuổi tới giờ luôn hả? Ừ. Giờ 83 tuổi rồi đó. Thôi thôi. Cấp giải phóng tới giờ đó. Là ngồi đó không luôn? Ở đó luôn. Gần 50 năm. Ừ, ở đó. Là ăn uống bình thường có tắm rửa gì không? Không có tắm. Hồi xưa á ổng chưa ổng mới bị là ổng xuống nước ổng tắm là trên nước không xuống dưới nước đâu. Rồi bây giờ là như già rồi sợ nước. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ con với cô dẫn con qua chú đó gặp con sao. Cô tên gì hả cô ha? Nguyễn Thị Tích. Nguyễn Thị Tích hả? Ở nhà đây cũng có bán nước mà. Ủa, cô ông chú con dạ. Con dao đó lấy đồ của ổng á. Con dao đó là của chú không? Ông sợ lấy đồ ổng lắm. Bảo vệ đó hả? Ờ, bảo vệ. Dao đó là để ăn hay là để ăn đó, ổng ăn khớp ổng gọt đó. Dạ. Còn có cái găng màu à. Ông bao mấy tuổi hả? 83. Dạ chào ông. Chú tên gì chú? Ông tên gì không? Tên Thâm. Tên ông tên gì? Dạ, ông không nghe hả cô? Ông không nghe. Dạ. Là lúc trước là nói chuyện bình thường. Bây giờ cũng nói chuyện bình thường mà tại mình nói ổng có nghe, cái lỗ tai không có nghe. Là lỗ tai bị điếc luôn. Nó bị vợ làm vậy đó. Ồ. Không có nghe. Nói chuyện thì được. Nói chuyện thì bình thường như mình chứ đâu có gì đâu. Sao cô biết là bộ Ấn Độ? Thấy bà ngoại bà đi lên trên miên bà gỡ một lần về hết rồi cái bớt rồi ông thầy ông dặn là chiếc này về vợ cho ăn canh là đừng có ăn. Ăn rồi là cái chiếc này không gỡ được là đi gan luôn rồi. Là giờ cho ăn canh hả? Là bùa Ấn Độ. Có biểu hiện gì lạ không cô? Nó bình thường. Trời ơi, ổng không có ngủ mùng được, ngủ vậy đó. Thấy không? Lạnh như là ma quỷ nhập ổng vậy đó. Đâu chú múa như vậy thử coi 10 cái rồi.
chú mỏi tay, ổng 1000 cái ổng chưa mỏi. Nó kêu ổng múa rồi chưa? Thôi, cơn lên mới được. Trời ơi, múa sao con? Múa vậy nè, múa hoài bởi đâu có dân mừng, dân chiếu vậy. À, múa theo kiểu Ấn Độ luôn ha. Ừ, múa hoài luôn. Là sáng chiều gì đều ngồi ở đây hết, mưa gió cũng ngồi luôn. Ở đây luôn. Chung nhau nhà này mà đám quậy, đám dở, đám quải gì á. Là đi qua bên đó đó ngồi, ngồi xong xuôi rồi á là gọi tiệc là cũng chở qua đây. Vậy là tự ông biết đi luôn. Biết, sáng ngày 5 giờ rưỡi là ông đi để chở, ông xin gạo, xin tiền rồi. Rồi vậy ngồi ở đây rồi, ở đây là bán quán rồi, có ảnh hưởng gì đến người ta không? Tao đó bây giờ tao không có nói gì hết trơn, tao biết ổng vậy rồi. Ở chú còn da bọc xương luôn á. Có ngủ không? Có ngủ bình thường có ngủ không? Có ngủ. Nói cái ổng đâu có phòng đi gì, ổng cư đó. Đã nó bị bùa. À. Bị bùa. Là thầy coi là nó gỡ không được luôn. Không gỡ được. Bị bùa. Rồi hiện nay thì chú có anh em gì không? Đó. Có người ở Trà Vinh, người phố Chẳng Bơm ngoài với người ở trên ba nè. Ờ, nhìn có vẻ là chú khá đẹp trai á. Ừ, đó ông đẹp trai lắm. Trước đây thì khi mà bình thường thì chú này làm cái công việc gì? Ai đem cơm cho chú ăn? Đây. À, cô đem cơm cho chú ăn. Tôi đem ổng mới ăn được. Em dâu mà như tôi đạo chú mà tôi đi lễ hơi trễ về ha. Nói em dâu đem giùm không ăn đó. Chỉ có cô đem ăn. Ừ, ổng sợ bỏ bùa. Ừ, ổng không ăn ha. Chú mà bển chú mua chai nước lọc cho chú cho giờ ổng cũng không, ổng lấy mà ổng đưa cho tôi chứ ổng không uống. Không dám lấy của người lạ ha. Không. Vậy mình cho tiền thì lấy. Cho tiền lấy. Không biết tiền chưa? Biết tiền hả? Biết tiền chưa? Với nhiều biết chưa? Nhưng mà chú có xài không? Có, như sáng ngày lễ chợ xin rồi đi mua cà phê nè, đã trả cái bà này mà bán cái tám nè. Dạ. Dạ. Cà phê tự biết đi mua cà phê đâu uống. Biết trời, bỏ tiền vô đây đi 8.000 đưa cho người ta đàng hoàng. Ở đó về trạng thái đầu óc của chú thì vẫn đang minh mẫn. Nhưng vẫn không gùng, nhưng mà lý do là theo cô chia sẻ là bị bùa Ấn Độ. Thì sau một lần trị hết và một lần nữa thì không trị được luôn. Đi về ngoài rồi vợ đã thầy dặn kêu là đừng có ăn canh chiến này muốn chúng mới nặng vậy đó, đã thầy người ta biết vô luôn mà. Rồi cô hiện nay giờ vợ của chú là cô không biết luôn không? Không biết sống chết thế nào không, ha? Không biết. Đấy rồi ta bỏ người ta đi rồi, người ta đâu có ở đó. Chắc rồi, con cái đi chừng. Ông ở trần về hoài luôn hay sao? Có mặc áo nè, nực quá mới cởi ra nè. Yeah. Mà đưa đồ mà không có mặc. Mặc hoài vậy đó. Có giặt không con? Không. Không giặt hả? Rồi ông chưa tắm con? Năm mấy rồi. Năm mấy này chưa tắm hả? Mua hởm thì đưa được thay được cái quần giống cái màu áo rồi nè. Rồi mới giục rồi, giờ mặc cái quần này vô. Đây là cà phê của chú. Ừ, cà phê của ổng á. Vậy buổi tối ông ngủ ở đây luôn hả ngủ con? Ngủ đây luôn. Ngồi vậy ngủ hả con? Vì có đưa cho một cái miếng ga chải tôi chiếu chiếu mà cái này trong chủ nhà cái này cái liệu cũng tiêu rồi. Ờ, chiếu này nó ấy không được. Bởi mấy cái miếng ga vô đây này cho nó gọn. Dạ. Ở trong này cô mở ra coi được không? Không, cô ổng không có gờ được. Không được, cô đụng được. Cô đụng là sao? Ổng sợ mình lấy đồ của ổng, tiền ổng để trong. Gờ vô ổng la hả? Ổng quánh luôn chứ ổng la. Dạ. Trời. Cái dao này vậy đó. Quánh luôn á. Quánh luôn hả con hả? Dữ lắm. Dạ. Con chào ông. Ông nhiêu tuổi rồi ông ơi? Dạ. 48 hả? Ông nói gì con? Ông cơn lên mới xàm vậy đó. Mới xàm vậy hoài vậy. Sao mình không đưa chú vô trại tâm thần hả con ha? Chú ơi, không đâu có khóa lạc quá sớm đâu mà mình đưa tội nghiệp ông quá đi. À. Đưa vô chỗ ổng đây, người ta nói ổng không nghe, ổng điếc, ổng lãng tai không nghe, ổng quýnh chết. Cái ông này, ở đây người ta cũng có nói vậy mà ổng đâu có khóa ai đâu mà mình phải
cho bánh, cho nước chứ đưa ông đi vô trong trại thì mình sợ vô trong cái bánh nhằm khác. Cái gì nữa, nói không nghe, ổng lãng tài, người ta đâu biết đâu. Với lại sức khỏe ông cũng yếu nữa. Đưa người ta đánh không chết luôn. Mình đưa vô mấy cái trại nó cũng khó. Khó lắm, ở đằng kia kìa, ta hối hẳn rồi, giờ đưa gì không được. Và cái trạng thái tinh thần tốt vẫn gặp Bùi Hồ với lại bạn con người miền Tây vẫn cười. Đó, dì đem cơm cho ổng nói ăn chưa đem vô. Cô buồn tốt quá. Buồn lắm. Là gì xe là sao hả cô? Nói nha, con của chị á, cháu á, như nói vậy nè, xin ông 5 tiền đi, ông nói cháu còn nhỏ quá, không biết ăn. Chị lớn thì cậu cho, cái lớn gọi cái ông nói ông không có tiền. Buồn lắm. Nhìn nếu như mà chú là một người bình thường thì nhìn có vẻ là một người không thích. Sau một lần đi Nam Giang là bị luôn. Bả đi lên trển, bả gỡ bùa ở trển. Là gỡ bùa ở đâu, ở Nam Giang? Trên Nam Giang. Bị bùa thì tự vợ. Ừ. Gỡ bùa ở Nam Giang. Người ta nói bùa này người Ấn Độ số 1 không có gỡ được. Bùa đó là nặng lắm đó, không gỡ được. Ồ. Bùa Ấn Độ mà số 1 luôn hả? Ổng đọc ra mình mới biết. Ổng nói ổng là bùa số 1. Ổng lại lần mỗi lần ổng lại chợ gạch gọc mình ha. Ổng đi vô, ổng chữ, ổng đi ra, ổng chữ, còn bây giờ không có chữ nữa. Bây giờ tiếng Việt hay là tiếng Anh rồi? Tiếng mình vậy nè. Ổng viết chữ đẹp lắm. Trước đây là chú làm công việc gì con không biết? Không, lúc đó tôi còn nhỏ xíu tôi đâu biết đâu. Sợ chưa có nữa. Mới năm mấy à. Tôi có nghe ba mẹ mình kể lại không? Vì bà ngoại bà còn sống bà kể đó, bà nói là cậu bị vợ bỏ bùa vậy đó. Tội cho cô chú quá. Ông khôn lắm. Hồi xưa ha, ở đây nè, xe đụng mà ổng nắm cái xe 6-7 lại đó. Trời ơi, ổng nói vậy sao mà ổng khùng được, ổng bị bùa. Dạ. Bùa, rồi càng ngày nó càng thấm vô xương vô tỉ mà nó nặng. Mới không tắm rửa, tắm trên nước con không, bây giờ xuống giờ tắm dưới nước con đâu, tỉ lắm. Ổng mỗi lần ha, ổng còn mạnh giỏi ha, ổng nấu cơm ha, ổng nấu củi đó mà ổng chà ở ngoài, con ngó thấy cái mặt của mình trong á, ổng chà sáng vậy đó, ổng tỉ lắm, ổng rửa con cá không còn miếng máu nào hết trơn. Tự ổng kho ổng ăn, rồi bây giờ ổng già ổng yếu rồi, cả chục năm nay là ổng không nấu nữa. Ồ, rồi con chào cô nha. Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.